Những nghịch lý cuộc sống nhất định bạn phải nghe để thấu hiểu. Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Thế nhưng nếu bạn cứ mãi u mê, sống ảo tưởng thì cuộc đời của bạn sẽ do người khác điều khiển và mãi chìm trong cái nghèo. Hãy nghe những nghịch lý cuộc đời dưới đây để nhận ra chân lý của cuộc sống các bạn nhé. Cuộc đời lạ lắm. Nếu bạn nợ ngân hàng 1 tỷ thì bạn sợ ngân hàng. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng 10 tỷ thì ngân hàng sẽ phải sợ bạn. Bán thân một đêm vài trăm nghìn, người ta gọi bạn là gái gọi là cà phê. Nhưng bán thân một đêm vài nghìn đô, người ta gọi bạn là kiều nữ. Bạn bán đất được một hai mảnh, người ta gọi bạn là cò đất. Còn nếu bạn bán hơn trăm lô, người ta gọi bạn là doanh nhân, là đại gia bất động sản. Nếu bạn quảng cáo bán hàng hoặc online thì bị người ta ghét, xem thường và đôi lúc xem bạn là kẻ lừa đảo. Nhưng khi bạn bán được 100 đơn hàng trong một ngày thì người ta lại ngưỡng mộ và gọi bạn là nhà phân phối. Bạn làm mướn 200 ngàn một ngày, chơi bài thua vài trăm ngàn thì bị người ta nói là nghèo mà bài đặt cờ bạc. Nhưng bạn làm 20 triệu trong một ngày, chơi thua vài triệu đồng, người ta nói bạn là chơi giải trí cho vui. Lúc chưa thành công hay không có tiền trong tay, bạn nói cả ngày thì bị xem là chém gió, nghèo mà bài đặt lý lẽ. Đến lúc thành công, có tiền bạc trong tay rồi, thì một câu nói của bạn cũng là triết lý. Dù bạn có nói sai thì người nghe cũng khăng khăng cho là đúng. Trong đời phải có nghèo một lần, phải giàu một lần mới biết ai là bạn, ai là bè. Khi bạn giàu có, cho dù họ hàng đại bác bắn không tới cũng qua nhận người thân, đi tới đâu cũng được hoan nghênh chào đón. Nhưng khi nghèo khó, dù có ruột thịt thế nào họ cũng xem bạn như người xa lạ. Có những người bạn chơi tưởng thân lắm rồi mà vẫn chưa hiểu nhau được mấy. Chỉ cần liên quan tới tiền bạc, bạn thân cũng dễ thành người dưng. Có người tưởng yêu thương nhau nhiều lắm mà chỉ một tin nhắn thôi là đường ai nấy đi. Ngày hôm nay có tiền ở bên người này, ngày mai hết tiền, mất việc ở bên người kia, hoặc chỉ còn lại một mình. Đừng đánh giá người này thế này thế nọ khi không biết họ phải sống khó khăn hơn mình thế nào, họ phải trải qua cái gì. Mình đến trường còn người ta phải đi bán hàng vì người ta không may mắn như mình. Mình lương 5 triệu, người ta lương 50 triệu vì người ta cố gắng gấp 10 lần mình. Đừng thấy người ta hơn mà ghét, người ta kém mà khinh. Nếu người ta sai mà không giúp được thì cũng nên im lặng. Sự ồn ào có thể giết chết những suy nghĩ đẹp. Ai cũng thay đổi, mới hôm qua còn nghĩ mình không thể sống thiếu được người này thì bữa sau lại đã ở bên một người khác. Hiện tại là như thế thì biết thế và tận hưởng nó. Ai biết trước chính mình sẽ thay đổi thế nào? Mặt trời cũng sẽ có ngày tắt, chỉ là mình không sống đủ lâu để nhìn thấy. Yêu ai đó chỉ vì nụ cười của người đó, vậy thì ắt hẳn tình yêu sẽ tan vỡ khi gặp một nụ cười khác. Cái quan trọng hơn là sự thấu hiểu, không phải là nụ cười hay mái tóc. Hai người yêu nhau nên cưới nhau, hai người cưới nhau rồi có con. Có con rồi, chị vợ không còn đủ dịu dàng và nhắc nhiều đến tiền hơn. Anh chồng thấy ngột ngạt, chán về nhà và tìm thú vui bên ngoài. Chị vợ ngày đi làm, tối chăm con, mệt mỏi và chán nản vì chồng vô tâm. Họ chia tay. Thực ra, tình yêu đến thì dễ, nhưng mấy ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi. Có người cả đời cũng không biết mình muốn gì.
ở xã hội sống theo chủ nghĩa tập thể và sống vì ngày mai thay vì ngày hôm nay. Người ta quên mất mình nên sống cho cả chính mình. Ai cũng nhìn người khác để sống. Đam mê nhiều khi là sự xa xỉ hoặc là điều kỳ cục. Tham lam thật giống như uống thuốc tự sát từ từ. Phải chậm lại một chút, xem cái đó có thực sự cần không, và nếu không làm thì có ảnh hưởng gì lớn không. Nhiều khi mình tưởng mình quan trọng, nhưng không phải. Ai cũng bảo nhau sống đơn giản, không nên nghĩ nhiều, nhưng chẳng mấy ai làm được. Dĩ nhiên là vẫn có những người chẳng bao giờ nghĩ gì nhiều, nhưng chắc chắn họ vẫn nghĩ tới lợi ích và sự thoải mái của bản thân họ. Kẻ ích kỷ thì sống đơn giản hơn, kẻ thấu đáo thì hay u sầu, không biết cái nào hơn cái nào. Mẹ 50 năm cuộc đời ăn cơm trắng, chan nước sôi, bán rau để hàng tháng gửi tiền cho con. Con bị nghiện, mẹ vẫn gửi tiền cho con và vẫn cơm trắng, chan nước sôi. Không hẳn yêu thương nhiều đã là tốt, và không phải ai cũng biết cách thương người thương mình. Bạn thường chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, không nhìn thấy bản chất. Nhiều lúc sự thật không như ta thấy. Đáng sợ nhất không phải bị người ta gạt, mà chính là sự tưởng bở về bản thân. Rất nhiều thứ không thể đánh giá qua bề ngoài. Hãy dùng trái tim tĩnh lặng, đôi mắt sáng suốt và trí tuệ để học thông bài học cuộc đời. Mình mua xe, hỏi ý kiến người này người kia. Cuối cùng tiền mình bỏ ra nhưng mua một chiếc xe người khác thích. Tìm người yêu, người này một câu, người kia một câu. Cuối cùng tìm được nhưng không phải là người mình muốn. Sự nghiệp bản thân, nghe ý kiến của người thân bạn bè. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời, đi trên con đường của người khác chứ không phải của mình. Bạn nên nhớ rằng, mọi người có quyền nghĩ bất cứ điều gì họ muốn, cũng giống như bạn có quyền nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn. Những gì mọi người nghĩ về bạn không thể thay đổi bạn là ai hay những giá trị vốn có của bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Không ai đầu tư cuộc sống của bạn tốt hơn bạn cả. Chỉ có bạn mới biết điều gì tốt nhất cho mình, và điều này đòi hỏi sự lựa chọn riêng của bạn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Cách duy nhất để thực hiện điều đó là bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Cho dù bạn có thất bại đi nữa, ít nhất bạn cũng có thể học hỏi từ thất bại ấy thay vì đổ lỗi cho người khác. Đôi giày mình mang, vừa hay không vừa, bản thân mình biết. Hãy mang đôi giày của mình đi trên con đường của mình. Có một câu chuyện về nghịch lý con cua như thế này. Nếu ta bỏ một con cua vào một cái xô nhỏ, nó có thể dễ dàng leo lên và bò ra. Nhưng nếu ta bỏ nhiều con cua vô chính cái xô đó, thì không con nào bò ra khỏi được. Các bạn có biết tại sao không? Một buổi chiều lang thang trên bờ biển, tôi thấy một bác ngư dân để một cái xô rất nhiều cua trên bên cạnh ông. Thế tôi mới thắc mắc hỏi, tại sao cái xô không có nắp đậy? Bác không sợ cua bò ra ngoài hết à? Và cũng nhờ vậy tôi mới có được câu giải thích. Ngốc quá, một con cua thì có thể leo ra ngoài dễ dàng, nhưng với một đàn cua thì không. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác nắm chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái xô được. Vậy thì cần gì phải đậy nắp? Không tin, bữa nào rảnh, bạn thử làm một cuộc thí nghiệm và ngồi quan sát hiện tượng này, bạn sẽ thấy rất thú vị đấy. Nhưng có điều, bọn cua nó làm vậy không phải do suy nghĩ mà do bản năng. Sau lần đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình đọc được một định luật trong cuốn sách 30 định luật thần kỳ của cuộc sống. Định luật này dựa trên hiện tượng đàn cua trên, và tôi ngộ ra nhiều điều từ đó.
Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa? Có bao giờ bạn cho đó là đúng, nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa? Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả chưa? Chắc chắn ít nhất một đôi lần bạn gặp trường hợp tương tự. Đây là định luật xã hội, nhưng gắn chặt với định luật của tự nhiên. Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường mới, hướng đi mà những người khác rất thận trọng, thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại. Những gì họ đang thực sự làm là chiếu nỗi sợ hãi của chính mình vào tình huống của bạn. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đang giúp đỡ bạn, rằng họ đang hướng bạn khỏi thất vọng và thất bại. Nhưng không, họ đang giữ bạn ở chính vị trí mà họ đang ở mà thôi. Vì vậy, khi bạn thật sự muốn làm một điều gì thì khó khăn lớn nhất chính là vượt ra khỏi đám đông còn lại. Nếu không học cách vượt qua thì bạn cứ ở lại trong chính cái xô đó mãi thôi. Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành bậc anh tài. Những lúc cảm giác rằng mình đang bị lôi kéo và chi phối bởi cách nghĩ của người khác quá nhiều, bạn hãy bình tâm lại, suy xét mọi thứ cho thật sáng rõ, rồi đưa ra quyết định mạnh mẽ nhất của mình và thực hiện đến cùng. Đó là cách để bạn ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn trong mỗi hành động của mình. Chúc bạn luôn vững vàng tiến về phía trước.